Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Tuyên bố không ngán đạo quân bên kia biên giới, Tổng thống Ukraine hạ quyết tâm xử lý Donbass. Trong thông điệp đầu năm mới 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky đã khẳng định rằng mục tiêu chính của ông trong năm mới là kết thúc cuộc chiến ở Donbass. Chúng tôi không ngán đạo quân ở bên kia biên giới. Ngày đầu tiên của năm 2022 ở Ukraine được đánh dấu bằng một loạt thông điệp cứng rắn từ chính Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky nhằm vào Nga. Cụ thể trong bài diễn văn mừng năm mới, ông Zelensky tuyên bố rằng bất kỳ đội quân nào ở phía bên kia biên giới đều không khiến người Ukraine sợ hãi, bởi vì một đội quân lớn ở phía Ukraine đã bảo vệ họ. Tổng thống Ukraine cũng lưu ý mục tiêu chính của ông cho năm 2022 như sau. Thật không may, cho tới nay chúng ta vẫn chưa kết thúc cuộc chiến ở phía đông đất nước, và đây là mục tiêu chính của tôi. Đó là lý do tại sao tôi nói câu cho đến nay. Tuyên bố nói trên đã tái khẳng định lại thông tin được Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksiy Danivov tiết lộ hôm 30 tháng 12 rằng Kiev có khoảng 261.000 lính chính quy, khoảng 1 triệu quân dự bị và nhiều triệu người tình nguyện chiến đấu. Rõ ràng Kiev đang nghĩ rằng số nhân lực nói trên là đủ để đối phó với khoảng 265.500 quân Nga đang đóng gần biên giới Ukraine và vẫn kỳ vọng kết thúc Donbass nếu có cơ hội. Đến người Mỹ cũng cho rằng Kiev sẽ thua. Tuy nhiên người Mỹ, đồng minh lớn nhất của Kiev lại không tự tin như Tổng thống Ukraine. Trong bài viết được đăng tải trên tờ Financial Times gần đây, các nhà phân tích Mỹ đã vẽ ra hai kịch bản, Nga xâm lược Ukraine mà họ cho là thực tế. Trong kịch bản đầu tiên, đó là Không quân Vũ trụ Nga, VKS, sẽ tiến hành một cuộc chiến dịch không kích. Theo nhà nghiên cứu Dara Masikov tại tổ chức AAND, cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự của Ukraine có thể bị Nga tiến hành các cuộc không kích. Theo bà Masikov, trong viễn cảnh này, Nga có thể sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, những thứ mà hệ thống phòng không Ukraine rất khó đối phó. Ngoài ra, Nga có thể sử dụng pháo hạng nặng và súng phun lửa, tức pháo phản lực nhiệt áp. Chuyên gia này lưu ý rằng, hậu quả của một cuộc tấn công như vậy sẽ rất tàn khốc đối với quân đội Ukraine và rõ ràng rằng, ưu thế về quân số của Kiev hoàn toàn vô nghĩa. Kịch bản thứ hai đó là một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Các nhà phân tích Mỹ cho rằng, lựa chọn này ít có khả năng xảy ra hơn vì Nga sẽ cần có số nhân lực nhiều hơn hiện tại và quan trọng hơn, nhiều người trong số họ có thể thiệt mạng. Theo nhà phân tích Lowry tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại ở Philadelphia, quy mô của cuộc xâm lược được cho là phụ thuộc vào việc Ukraine thừa nhận thất bại sớm hay muộn. Cần lưu ý rằng, mới đây hãng tin Union của Ukraine đã dẫn nguồn tin từ một nhóm nhà phân tích Nga cho biết quân đội Nga vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine. Được biết ít nhất 5 căn cứ tiền phương của phía Nga hiện nằm cách biên giới chỉ khoảng từ 10 đến 50 km. Đây là khoảng cách để đảm bảo việc hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lính Nga có thể vượt biên giới với nước láng giềng chỉ trong chưa tới 1 giờ. Tưởng yếu ớt, hạm đội mũi của Kiev hóa ra có thể khiến hải quân Nga chết dí ở Biển Đen. Than ôi, các tàu tuần tra của Nga hoàn toàn không phải là đối thủ của những con tàu trông có vẻ khiêm tốn này, Topkov viết. Theo Topkov.ru, hiện nay ở Nga, hiếm có đề tài nào thu hút nhiều sự giễu chế bằng đề tài về tình hình của hải quân Ukraine. Từ một lực lượng quy mô tương đối lớn, hải quân Ukraine giờ đã co quắp thành hạm đội mũi. Sau khi Crimea sáp nhập với Nga và ngành công nghiệp đóng tàu sụp đổ, lực lượng hải quân Ukraine buộc phải dựa vào các tàu cỡ nhỏ, bao gồm tàu tuần tra, tàu bọc thép và các tàu hộ tống thuộc dự án của Thổ Nhĩ Kỳ. So sánh tính năng hoạt động của chúng với các tàu của hạm đội Biển Đen, có thể dẫn tới một kết luận đầy mỉa mai đối với Kiev. Tuy nhiên, theo Topkov, ngay cả lực lượng hải quân dường như không đáng kể này, Ukraine có thể tạo ra các vấn đề lớn hơn đối với Nga, và đây là lý do tại sao. Các hoạt động khiêu khích. Trước tiên, cần nói tới những con tàu nước ngoài mà hải quân Ukraine đã tiếp nhận. Năm 2018, Mỹ đã chuyển giao hai tàu lớp Islands đầu tiên, mang tên WPP-1321 Cushing và WPP-1323 Drummond cho Kiev. Chúng có tổng lượng dặn nước 169 tấn, trang bị pháo MK.38, 25mm và 4 súng máy. Đây dường như là một lực lượng rất nhỏ trước hạm đội Biển Đen của Nga. Thế nhưng, lợi thế lớn của các tàu Ireland là tốc độ cao, tối đa lên tới 29,5 hải lý trên giờ. Điều đó có nghĩa là các tàu tuần tra của lực lượng phòng vệ bờ biển Nga không thể bắt kịp chúng. Vậy thì làm cách nào để họ có thể ngăn chặn chúng nếu cần thiết? Huy động trực thăng hoặc máy bay thả bom phía trước mặt chúng, như trong vụ HMS Defender của Anh xâm lược lãnh hải ư? Nếu thuyền trưởng của các tàu này nhận mệnh lệnh trực tiếp là xuyên phá qua eo biển khách thì sao? Nga sẽ đánh chìm chúng ư? Dù đánh chìm hay không đánh chìm,
thì hành động khiêu khích này quá là đáng gờm. Người Mỹ đã giao trọng trách đó cho Ukraine. Ngoài ra, để tạo ra một thứ gây căng thẳng thường trực, Kiev đã bắt đầu xây dựng một căn cứ hải quân mới ở Berjan. Để chuẩn bị cho căn cứ này, Lầu Năm Góc sẽ chuyển giao 16 tàu tuần tra Mark 6 cho Ukraine. Chúng có lượng giãn nước là 65 tấn, trang bị 2 pháo 25mm, 6 súng máy và có thể mang theo tên lửa dẫn đường PGM 176B Gripen. Song, lợi thế chính của chúng là tốc độ khủng khiếp, lên tới 41 hải lý trên giờ. Than ôi, các tàu tuần tra của Nga hoàn toàn không phải là đối thủ của những con tàu trông có vẻ khiêm tốn này, Topkov viết, đồng thời nhận định không có chút nghi ngờ nào rằng các tàu Mark 6 của Mỹ sẽ tham gia vào những hành động khiêu khích mới ở biển Azov và eo biển Kerch. Các hoạt động phá hoại. Không chỉ Mỹ, mà cả Vương quốc Anh cũng sẵn sàng giúp Ukraine củng cố lực lượng hải quân. London sẽ cung cấp cho Kiev hai tàu chống bom mìn đã ngừng hoạt động. Các tàu quét mìn lớp Sandow đã lần lượt đi một hành trình dài 175.000 dặm trong 21 năm đối với tàu Ramsey và 185.000 dặm trong 20 năm đối với tàu Blitz để hỗ trợ các hoạt động ở Trung Đông, tại khu vực xung quanh Vương quốc Anh hoặc thực hiện các nhiệm vụ của NATO ở Biển Bắc, châu Âu và Địa Trung Hải. Đáng nói, tại Ochakov, nơi một căn cứ quân sự mới hiện đang được xây dựng để phục vụ các nhu cầu của khối NATO, có trung tâm hoạt động đặc biệt số 73 của Hải quân Ukraine. Tại đây tập hợp lực lượng người nhái, trinh sát, chuyên gia giả phá bom mìn. Có bằng chứng cho thấy, các chuyên gia từ Mỹ và NATO đang tích cực chia sẻ với các sĩ quan Ukraine tại đó những kiến thức của họ trong lĩnh vực hoạt động phá hoại. Đây là dấu hiệu cực kỳ lo ngại đối với Nga. Trên thực tế, Hải quân Ukraine hoàn toàn không cần phải đối mặt với hạm đội Biển Đen của Nga trong một cuộc chiến đụng độ trực diện. Hạm đội muỗi và lực lượng phá hoại ngầm của họ có thể gây ra những vấn đề lớn cho Moscow. Ví dụ, trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine hoặc giữa Nga và NATO, các tàu cao tốc của Ukraine có thể được sử dụng để giải mìn ở vùng biển Azov và Biển Đen, từ đó khóa các cảng của Nga. Các loại mìn hiện đại dưới nước có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng, trong khi Hải quân Nga ngày nay lại thiếu hụt trầm trọng tàu quét mìn chuyên dụng để vô hiệu hóa chúng. Chương trình chế tạo tàu quét mìn Alexandri đề án 12700 đã bị gián đoạn do các đối tác từ Pháp từ chối cung cấp thiết bị đặt hàng và do tốc độ sản xuất động cơ cho các tàu này vẫn còn chậm. Tính đến nay, hạm đội Biển Đen mới chỉ nhận được 3 tàu mới loại này. Các tàu quét mìn khác được đóng từ những năm 70 của thế kỷ trước đã rất lạc hậu. Tuy nhiên, ngay cả những tàu chống mìn hiện đại cũng khó tránh khỏi những loại mìn rất tinh vi hiện nay. Vấn đề có thể được giải quyết bằng các trực thăng quét mìn chuyên dụng do chúng không gặp nguy hiểm trực tiếp khi có vụ nổ dưới nước. Và hơn nữa, chúng lại có tính cơ động cao. Thế nhưng ngày nay các trực thăng này không còn trong biên chế Hải quân Nga nữa. Từ thời Liên Xô, Moscow có trực thăng đổ bộ đa năng Mi-14BT có khả năng hạ cánh và cất cánh từ dưới mặt nước. Rất tiếc, chúng đã bị loại khỏi trang bị của Hải quân Nga. Vài năm trước, Moscow đã nối lại dây chuyền sản xuất trực thăng ở Kazan, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn chưa ra đâu vào đâu. Từ những phân tích trên, Topkov đi đến kết luận rằng những mối đe dọa tiềm tàng mà Hải quân Ukraine có thể mang lại cho hạm đội Biển Đen của Nga đang bị đánh giá quá thấp. Moscow cần nhìn nhận lại nghiêm túc về vấn đề này. Uy lực kinh hoàng của chiến hạm Hoa Kỳ hoàn toàn mới. Chiến hạm lớp Freedom mà Hy Lạp vừa sắm thuộc loại tàu tác chiến ven bờ LCS và đồng thời cũng là lớp tàu chiến có khả năng tàng hình. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa thông báo về duyệt hợp đồng tiềm năng để bán 4 tàu chiến mặt nước đa năng MMSC cho Hy Lạp với mức giá ước tính là 6,9 tỷ USD, cùng thỏa thuận tiềm năng trị giá 2,5 tỷ USD để hiện đại hóa các tàu hộ vệ trong biên chế Hải quân Hy Lạp hiện nay. Thông báo không đồng nghĩa với hợp đồng đã được ký hoặc hai bên đã hoàn tất đàm phán điều khoản thỏa thuận. Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có 30 ngày kể từ khi nhận thông báo để quyết định có chặn thương vụ hay không. Nếu không gặp sự phản đối từ Quốc hội, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký duyệt. Được biết, chiến hạm Hoa Kỳ bán cho Hy Lạp sẽ được thiết kế dựa trên lớp chiến hạm ven bờ lớp Freedom. Hợp đồng 6,9 tỷ USD bao gồm đóng mới 4 tàu hộ vệ MMSC. Mỗi tàu sẽ được trang bị hệ thống quản lý chiến đấu Compass 21 dựa trên lá chắn Aegis, 200 tên lửa phòng không tầm ngắn RIM 116 Block 2, 32 tên lửa chống ngầm VL Astrop, 32 ngư lôi đa năng Mark 54 cùng linh kiện đi kèm và hỗ trợ kỹ thuật. Chiếc hạm lớp Freedom thuộc loại tác chiến tàu ven bờ LCS được thiết kế để đáp ứng khẩn cấp các nhiệm vụ hoạt động ở vùng nước nông, chống lại mối đe dọa trên biển như tàu ngầm chạy động cơ diesel và các vụ khủng bố dùng xuồng cao tốc. Đây cũng là lớp tàu chiến có khả năng tàng hình. Tàu được thiết kế với các đặc điểm nhỏ, nhanh, linh hoạt, đa nhiệm. Các mô đun có thể thay thế, có khả năng tàng hình, liên kết với hệ thống quản lý tác chiến thống nhất.
Điểm độc đáo của các tàu tác chiến ven bờ đã triển khai là không gian trống trên tàu hiện vẫn chiếm tới 40% diện tích. Khi cần thiết sẽ nhanh chóng được bổ sung các mô đun vũ khí phù hợp cho nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, chống hạm hoặc phòng không. Bên cạnh đó, tàu LCS Love Freedom được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại bao gồm radar tìm kiếm mục tiêu TRS-3D được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động ở ven bờ, hệ thống dữ liệu chiến đấu Compass 21, hệ thống chiến tranh điện tử Archon-ST WBR-2000 và hệ thống mồi bẫy hồng ngoại Therma RSSKWS. Quân đội Ukraine triển khai dồn dập tên lửa phòng không OSA áp sát biên giới Nga. Phái đoàn giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE ghi nhận việc Ukraine đã điều chuyển các hệ thống tên lửa phòng không tới sát biên giới Nga. Theo hãng tin Aviabro, hiện tại ít nhất 3 hệ thống tên lửa phòng không OSA đã được triển khai tới khu vực dân cư Gajevka, nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng vũ trang Ukraine. Aviabro nhận định số lượng các tổ hợp phòng không trên thực tế có thể lớn hơn và nhiều khả năng bao gồm cả tên lửa tầm trung. Theo nguồn tin riêng của Aviabro, 3 hệ thống tên lửa phòng không OSA nói trên thuộc biên chế của Lữ đoàn Tấn công Đường không số 79 của quân đội Ukraine. Các tổ hợp này được triển khai chỉ cách biên giới Nga chưa đến 40 km. Đây là khu vực vẫn diễn ra các hoạt động hàng không dân dụng như thường lệ. Vì thế, một câu hỏi được đặt ra là liệu các lực lượng vũ trang Ukraine có đang chuẩn bị tiến hành một vụ khiêu khích nghiêm trọng nào đó hay không? Tổng thống Joe Biden đe dọa ông Putin sẽ trả giá đắt nếu tấn công Ukraine. Chia sẻ với các phóng viên khi rời một nhà hàng ở Wilmington, bang Delaware, Mỹ hôm 31 tháng 12, Tổng thống Biden cho biết, tôi đã nói rõ với Tổng thống Putin rằng nếu ông ấy tiến hành thêm bất kỳ động thái nào, nếu ông ấy tiến vào Ukraine, chúng tôi sẽ có các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tăng cường sự hiện diện của mình ở châu Âu với các đồng minh NATO và Nga sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trước đó, trong cuộc điện đàm kéo dài 50 phút ngày 30 tháng 12, Tổng thống Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã trao đổi để giải quyết những căng thẳng liên quan đến Ukraine. Tổng thống Biden cho biết, ông Putin đã đồng ý về 3 hội nghị lớn vào tháng tới với sự tham gia của các quan chức cấp cao nhằm tìm ra giải pháp. Ông Biden cũng kỳ vọng những tiến triển từ những cuộc đàm phán đó, nhưng nói thêm, tôi đã nói rõ rằng tiến triển chỉ có thể đạt được nếu ông ấy giảm leo thang. Khi được hỏi liệu Moscow có phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu vẫn duy trì quân đội ở biên giới Ukraine hay không, Tổng thống Biden nói, tôi sẽ không công khai ở đây, nhưng chúng tôi đã nói rõ rằng ông ấy không thể có động thái về Ukraine.